Chuột rút được y học gọi là hiện tượng co cứng cơ, hay còn được gọi nôm na là bị chuột rút cơ. Do sự xuất hiện đột ngột, co bóp cứng bức các cơ, người ta sẽ cảm thấy tê, đau, thậm chí đặc biệt khó chịu khi các cơ bị co lại. Rất nhiều người đã gặp phải trường hợp bắp chân đột ngột bị chuột rút vào nửa đêm sau khi ngủ yên giấc. Nhiều người cho rằng chuột rút là do thiếu canxi, nhưng thực tế có phải chỉ duy nhất là do thiếu canxi hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm. Mệt mỏi quá mức. Cơ thể mệt mỏi quá mức dễ gây ra hiện tượng chuột rút. Đôi khi chúng ta tập thể dục trong một thời gian dài mà không được nghỉ ngơi, bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu ở chân. Điều này rất dễ xảy ra. Một số người lâu ngày không tập thể dục, đột ngột vận động quá sức cũng có thể dễ bị chuột rút. Bị nhiễm lạnh vào ban đêm. Khi trời lạnh rất dễ bị chuột rút. Nguyên nhân là do trời lạnh vào ban đêm sâu hơn so với ban ngày. Nếu không chú ý giữ ấm để cơ thể lộ ra ngoài, hoặc quên đắp chăn, đạp chăn khi ngủ, sẽ khiến chân rất dễ bị lạnh và gây co cơ. Ảnh hưởng của tư thế ngủ. Đối với những bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch chân hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu, nếu nằm trong một tư thế trong thời gian dài khi ngủ sẽ làm cho tĩnh mạch chân bị dồn nén và dòng chảy ngược lại. Khi máu bị ứ đọng đến một mức độ nhất định sẽ gây ra hiện tượng chuột rút và đau chân. Có nhiều lý do khiến bắp chân bị chuột rút khi ngủ đêm. Bất kể nguyên nhân nào khiến bắp chân bị chuột rút, cảm giác khó chịu hay đau nhức sẽ đều ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Máu lưu thông kém. Lưu thông máu kém cũng có thể gây ra hiện tượng chuột rút ở chân, do các mảng xơ vữa ở động mạch thân dưới có thể gây tắc nghẽn lưu thông máu. Nếu bạn dùng một số loại thuốc mỡ máu hoặc thuốc hạ huyết áp trong thời gian dài cũng sẽ gây ra hiện tượng chuột rút ở chân. Các bệnh mạch máu. Nguyên nhân của chuột rút ở chân cũng có thể liên quan đến tuần hoàn cục bộ kém, bệnh mạch máu ngoại vi hoặc suy giãn tĩnh mạch. Chuột rút rất khó chịu, một số người thường xuyên bị chuột rút gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Để chữa và ngăn ngừa chuột rút tái phát, trước tiên cần phải tìm hiểu nguyên nhân gây ra căn bệnh, từ đó mới tìm ra cách chữa trị hiệu quả. Sự thiếu hụt canxi trong cơ thể sẽ gây ra đau chân và chuột rút. Canxi tạo ra các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể, vì vậy chúng ta không thể thiếu chất này. Nếu cơ thể thiếu canxi, đầu tiên người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng chân tay đau nhức, ê ẩm. Một số người thiếu canxi nghiêm trọng sẽ bị chuột rút ở chân, đe dọa rất lớn đến sức khỏe. Nếu là do nguyên nhân này thì nên tăng cường thực phẩm có hàm lượng canxi cao hơn để bổ sung cho cơ thể. Người bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng hoặc xương cột cũng có tần số chuột rút tương đối cao và dữ dội. Nếu bạn thấy mình đột ngột bị chuột rút hoặc có người xung quanh bị chuột rút, trước tiên phải giúp người bệnh nằm xuống, không kéo mạnh tay và chân của bệnh nhân bị chuột rút, vì điều này có thể làm cho chuột rút trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, nếu bị chuột rút, không để người bệnh nằm nơi đông người, vì trong đám đông dày đặc, bệnh nhân bị chuột rút sẽ thở ngày càng nhanh, thậm chí có người bị thiếu oxy do nhịp thở quá nhanh, quá mạnh. Hiện tượng này rất nghiêm trọng và nguy hiểm. Sau đây sẽ là một vài cách để ngăn ngừa chuột rút bắp chân xảy ra. Cách thứ nhất, xoa bóp, vỗ vào chân nhiều hơn trước khi đi ngủ. Hãy dành một chút thời gian để vỗ chân trước khi đi ngủ, từ bắp chân đến đùi. Điều này cũng có thể giúp chúng ta loại bỏ tình trạng phù nề chân, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tuần hoàn máu. Kiên trì có thể mang lại tác dụng làm thon gọn, săn chắc đôi chân. Cách thứ hai, khởi động kỹ trước khi tập thể dục. Dù tập bài gì, đi bộ hay chạy bộ, bạn cũng cần phải khởi động trước. Vận động cơ thể, làm ấm các cơ để tránh chuột rút đột ngột. Về mặt chế độ ăn uống, bạn có thể ăn thêm chuối để ngăn ngừa chuột rút, vì cơ thể bị chuột rút thường là do bị thiếu kali. Chuối lại rất giàu kali nên có thể ngăn ngừa chuột rút ở một mức độ nhất định. Về tình trạng chuột rút ở chân, cần điều trị triệu chứng dựa trên tình trạng cơ thể của bản thân. Chú ý giữ ấm cho chân và tránh vận động gắng sức trong thời gian dài để bảo vệ sức khỏe tổng thể.